Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay chúng ta có đầy đủ duyên lành được cung thỉnh Đại Đức Thích Pháp Hòa, thầy là vị chủ trì của tu viện Trúc Lâm tại Canada. Mà ở đây tất cả chúng ta chắc cũng biết thầy qua những cái băng giảng của thầy phát hành rất là rộng rãi ở trong tiểu bang Virginia, Maryland cũng như Washington DC. Và hôm nay thì chúng ta có duyên là được thầy không có bị ngại với tất cả những cái đường xa xa xôi, cũng như là Phật sự Đa Đa người trụ xứ, thầy đã về đây để cho chúng ta được diện kiến thầy và đồng thời ban trực tiếp cho chúng ta một thời pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay nhờ hồng ân của chư Phật, chúng con được đầy đủ duyên lành kết thúc. Thầy đã về đây để ban cho chúng con một thời pháp. Giờ đây đạo tràng đã thanh tịnh, đại chúng đã vân tập đầy đủ trong hòa hợp an vui. Chúng con xin đê đầu đến tế thầy, kính mong thầy từ bi ban cho chúng con một thời pháp để chúng con tâm chiêm lợi lạc, lấy đó làm tinh tấn trên phương thức đường tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sạch bụi quy tai
Kính thưa quý bác, quý cô chú, quý anh chị, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2008 và chúng ta đang ở tại chùa Miến Điện, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Và đây là lần đầu tiên Pháp Hòa đến thăm ở đây và cũng như thăm toàn thể đại chúng. Và lần đầu tiên Pháp Hòa xin được tri ơn quý vị trong ban tổ chức đã có lòng thương tưởng cho Pháp Hòa cơ hội người đây để thăm tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị và đại chúng. Pháp Hòa biết là có lẽ mình cũng có cái duyên với quý Phật tử ở tiểu bang này. Và sau khi những cái buổi chia sẻ Phật pháp của Pháp Hòa được truyền tới đây thì rất nhiều quý vị đã phone qua bên Canada để thăm hỏi. Thành thử ra dù muốn dù không thì mình cũng mang một cái ân tình là nói theo người Việt là mang nợ. Thành thử sáng hôm nay có mặt ở đây để trả nợ. Mà có thể nói là ở đây là lần đầu tiên mà đi trả nợ tới 10 ngày. Chứ thường thường thì đi chỉ 2 ngày cuối tuần thôi là mới về. Nhờ kỳ này được cơ duyên mà đi một lèo tới 10 ngày. Thì hy vọng là Pháp Hòa có cơ hội để đến đây sinh hoạt với quý vị rất là an vui, hạnh phúc trong 10 ngày tới đây. Đó là lời tri ơn, và kế đến là Pháp Hòa có lời thăm hỏi tất cả quý vị để cầu chúc cho quý vị cũng như gia đình luôn luôn được cái an vui và bình an cũng như tinh tấn trong cuộc sống tu học của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa nghe nói là ở đây ngày hôm qua đi máy bay tới đây thì đến đổi chuyến bay ở St. Paul, Minneapolis. Thì ở bên đó đang có bão và máy bay phải delay và khoảng gần một tiếng. Thành từ tối hôm qua tới trễ. Và sáng hôm nay khi mà nhìn ra ngoài sân thì thấy trời âm u. Có quà tưởng đâu là sáng hôm nay mình phải hát bài Thành Phố Buồn. Và nhưng mà rất may là trời nắng và có thể nói là nóng nữa. Nhưng mà được gặp quý vị ở đây thì nóng ở bên ngoài, bên trong mình mát. Cho nên là mình ngồi đây một cách rất là an lành, rất là bình an. Và sáng có mấy em Phật tử nhỏ nhỏ thì mấy em này là đã từng gọi qua Canada và em hát cho Pháp Hòa nghe trên phone. Và mấy cái bài hát mà thỉnh thoảng qua hay hát ở trong ban thì mấy em nghe được, mấy em thích và mấy em đã học hát và phone qua khoe với thầy rất là lanh, nói tiếng Việt hơn thầy rồi. Và sáng hôm nay để cho quý vị tỉnh táo và cái không khí sinh hoạt Phật pháp của chúng ta sáng hôm nay là một cách bình an và thoải mái. Thầy mời hai em. Có hai em ở đây không? Chúc gì? Chúc Luân hả? Chúc Luân với lại Chúc Châu. Lên đây hát chút xíu. Cố tình trình diễn không? Mặc đồ đẹp quá. Vâng, xá Phật đi. Buổi sáng thơ và cười, buổi trưa thơ và cười, buổi tối thơ và cười.
hòa bình mẹ chúng trái tim ta làm biết thờ cười lạc cao thờ cười vừa chém thờ cười ta có một ngày vui chờ bớt thờ cười lái xe thờ cười đèn đỏ thờ cười ta có một ngày vui ta sẽ có đi vào ngay giữa cuộc đời này ta sẽ có con bị hỏi con ai mà lanh vậy thì câu trả lời là con ba má. Ngày xưa ở Trung Quốc có một ngôi chùa tên là chùa Hoàng Mai, có vị tổ ở đó ngài tên là Hoàng Nhật, tổ Hoàng Nhật, còn ngài có một người đệ tử tên là ngài đệ tử đó hiểu là ngài Thần Tú. Và lúc đó ngài Thần Tú đang là một vị giáo sư, tức là vị giáo thọ ở ngôi chùa đó. Và một hôm thì sư phụ mới ra một cái ý kiến là mỗi người ra một bài thơ để mà trình cái sự tu học của mình. Và trong danh từ thì chuyên môn gọi là trình kiến giải, tức là cái độ thấy biết của mình. Thì trong đó cũng có một vị sư đệ của ngài Thần Tú, đó là ngài Huệ Năng. Ở đây chắc ai cũng biết ngài Huệ Năng, ngài Thần Tú hết. Thì khi mà ngài Thần Tú viết một cái bài thơ 4 câu là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, vật sự ngã trần an. Thì mình dịch ra tiếng Việt là thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Thì lúc đó ngài Huệ Năng ngài cũng ra một bài thơ khác. Cái bài thơ của ngài Huệ Năng là bồ đề bổn vô thọ, ngược lại liền minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần an. Có nghĩa là bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Thì đa số ai cũng biết cái bài thơ của ngài Huệ Năng hết, và hầu như quên lãng cái bài thơ của ngài Thần Tú. Tại vì người ta thấy được cái ý cao siêu ở nơi cái bài kệ của ngài Huệ Năng, tức là thân này cũng vốn không có là cây bồ đề, tâm cũng không có đài gương sáng. Bởi vì nếu tâm mình chưa bao giờ dính bụi thì cần chi phải làm chùi, đúng không? Chưa bao giờ dính thì mắc chi lao. Nhưng hôm nay mình không nói bài đó, mình nói thấp hơn, mình nói một cái bài thơ, một cái bài kệ mà gần gũi với mình, là thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Thân là cây bồ đề là sao? Bởi vì mình trồng một cái cây á, là mình phải chăm sóc cái cây đó. Thì mình có cái thân á, thì mình cũng phải chăm sóc cái thân của mình. Mà đạo Phật gọi là tu thân và tu tâm. Người ta gọi là tu tâm sửa tánh ha. Mà nếu mà mình chưa được cái chỗ lau chùi á, thì làm sao mình nói được tới cái chỗ của ngài Huệ Năng là xưa nay không dính bụi. Ở đây ai dám giơ tay nói tôi xưa nay không dính bụi không? Đâu cần phải lau chùi. Đâu ai dám đâu, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì mình đi đường nhiều quá. Mà nhất là đi kiểu ở Việt Nam. Ở Việt Nam bụi nhiều mà nóng nữa. Đi một chút là mặt mình dính bụi, cho nên là cần phải lau chùi. Thì cái tâm, cái thân của mình á, cái thân của mình á, là mình phải để ý tới nó. Có nhiều vị hiểu lầm, ngày xưa nghe Đức Thế Tôn nói là thân này là do tứ đại hợp thành, thân này là nhơ nhớp vân vân, thì các vị lại đem đi hủy hoại cái thân này. Thì cái điều đó không có đúng với tinh thần của đạo Phật.
mình tu thân á là mình phải biết trau dồi và gọi là chăm sóc cái thân. Chăm sóc thân không có nghĩa là sáng cái mình thức thật sớm, mình vô trong quá trình mình đóng cửa lại, mình đã không tiếp một hồ tao rồi mình chăm sóc cái da mặt hay mình làm cái này làm cái kia. Không phải, coi như là nếu nó bệnh thì mình phải chăm sóc và mình phải ăn uống cho đàng hoàng. Mình phải coi cái thân này như một chiếc thuyền để giúp mình qua sông. Mà nếu chúng ta là những người tu á, mà chúng ta không có mượn thân để tu á, thì làm sao chúng ta tu được? Cho nên á, cái đầu tiên là chúng ta cần phải nương cái thân của chúng ta để chúng ta tu hành. Hay mình nói một cách khác, mình thương con quá, mình muốn chăm sóc cho con mà mình không có sức khỏe, mình có lo được gì cho con không? Mình không nấu được cho con, mình không chăm sóc được con, mà đôi khi còn ngược lại bắt con chăm sóc lại cho mình. Phải không? Thành nữ quý vị nào thương con thì cũng phải biết chăm sóc mình. Tại vì mình mà bệnh á, thì con nó cũng khổ lắm. Cho nên mình tu hành, Đức Phật đã từng trải qua cái thời gian tu khổ hạnh. Ngài đã từng 6 năm, phải không? 6 năm tầm đạo chúng đường già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ba. Chim hót trên vai sư phụ áo, hư kề dưới gối tuyết đương hoa. Ngài đã khổ hạnh đến mức như vậy. Đến nỗi trong kinh diễn tả là cái khổ hạnh của Ngài còn da bọc xương mà mình lấy cái tay mà mình đụng vô cái xương trước, nó thấu vô cái xương xanh. Trong kinh diễn tả cái khổ hạnh của Đức Thế Tôn đến mức như vậy. Nhưng mà cuối cùng Ngài thấy rằng cái đó không phải là cách. Bằng cách nào? Là Ngài đã, khi mà Ngài xỉu xuống và có một cái số người trong gánh hát đi ngang và họ dạo đàn, thì khi mà cái đàn nó căng quá thì dây đàn nó đứt, mà cái dây đàn dùng quá thì không có kêu tiếng. Cho nên muốn cái đàn kêu cho hay thì phải điều chỉnh dây đàn cho đồng đều. Đó là cái pháp tu trung đạo. Đạo Phật gọi cái đó là trung đạo, tiếng Anh dịch là the middle path hay là the middle way. Mình phải tránh hai cái trường hợp là quá khổ hạnh hay là quá sao chăm sóc nó sung sướng quá. Tại vì á, mình mà bận rộn mình chăm sóc nó quá mình cũng mất thì giờ rồi, phải không? Cho nên á, Đạo Phật dạy mình á, là phải coi cái thân này như là chiếc thuyền qua sông, coi thân này như một cái đền để mà chúng ta nương tựa, cái nhà để chúng ta nương tựa, mượn thân để tu mà, phải không? Vì vậy cho nên á, mình phải biết chăm sóc cái thân mình. Thí dụ như là mà khi mà chăm sóc á, là chăm sóc đúng cái tiêu chuẩn nó cần. Còn mà nếu mà hơn á, thì có khi nó phát bệnh, nó không có khỏe hơn đâu mà nó bệnh nữa. Phải vậy không? Cho nên người ta thí dụ như mình ăn á, ăn sao? Ăn vừa chừng thì nó lại nó ngon, mà ăn quá thì nó lại bệnh. Cho nên Ngài Phật Tú dạy mình cái pháp tu rất là căn bản. Trước khi chúng ta đi tới cái chỗ như Ngài phải đang dạy á, thì chúng ta cần phải đưa cái bài kệ của Ngài thành tựu. Nhưng mà đa phần thì người ta nhắm vô, bởi vì người ta đưa vào cái lời giảng giải của chư tổ. Và khi mà Ngài hoàn nhận khen cái bài thơ của Ngài Huệ Năng á, thì chúng ta chạy theo bài thơ của Ngài Huệ Năng liền. Và nếu mà lúc đó mà Ngài hoàn nhận á, hoặc là truyền cho tới bây giờ mà khen cái bài thơ đó, thì chắc có lẽ chúng ta cũng đi theo đó, phải không? Thành tử ra khi đọc đến cái đoạn này á, thì Pháp Hòa thấy rằng cái lời dạy của Ngài Thành Tú nó rất là gần gũi, nó rất là thiết thực cho cuộc sống hiện bây giờ của chúng ta. Dĩ nhiên á, cái lời của Ngài Huệ Năng tuyệt vời lắm, cao siêu lắm, xưa nay không bao giờ dính, cần chi lo chùi. Nhưng mà ở đây mình không phải là chưa bao giờ dính, mình đã dính quá nhiều, giờ mình phải tìm cách chùi nữa. Không, giống như ở đây người ta quảng cáo có nhiều cái thứ chùi chùi kiến, chùi nồi, sao cho nó cống, nó sạch, đủ thứ các loại thuốc tẩy hết. Không? Rồi mình xài kiểu nào mà để cho nó phù hợp, mình thích. Thì thân là cây bồ đề. Bởi vì thể mình trồng cây á, thì mình phải chăm sóc cái cây. Mình có thân thì mình phải chăm sóc cái thân. Mình phải lo, mình dưỡng cái thân, để mình mượn cái thân để mình thăng tiến trên con đường tu. Đó là cái câu thứ nhất. Bồ đề, thân là cây bồ đề, phải không? Thân thị bồ đề thọ, thấy nó là cái cây bồ đề
thì mình phải chăm sóc, không có để cho cái cây bồ đề này nó bị héo mòn. Rồi ngược lại, nếu như mình không chăm sóc cây bồ đề này, mình để cho cây bồ đề này nó mọc, nhưng mà thay vì nó mọc xung xuê, nó che mưa che nắng, nó làm mát người, thì cái thân này lại vô tình đi làm những cái việc không có đúng. Cho nên mình á, tu thân đó là mình đưa vào ba cái giới căn bản. Đó là gì? Ý thức được khổ đau trong cái sự giết chóc, cho nên mình nguyện không có giết người hại vật, không gian tham trộm cắp nè, không tà hạnh ngoại tình nè. Đó là mình tu gì? Tu thân rồi đó. Cho nên năm cái giới căn bản của người Phật tử đó, mà mình giữ ba cái giới đầu thôi là mình đã là người tu thân rồi nè. Mình trao dồi mình để mình đưa cái thân mình tới cái chỗ gọi là thân là cây bồ đề. Bồ đề là gì? Bồ đề là giác ngộ. Chữ bồ đề là giác, âm từ tiếng Phạn là Buddhi. Buddhi. Cho nên cái cây mà Đức Phật ngồi thành đạo đó, đâu phải là cây bồ đề. Nó là một cái cây trong rừng thôi. Nó có cái tên là Thiphala, mà mình âm lại là Tất Bát La. Nhưng mà tại vì cái quả vị mà Đức Thế Tôn thành đạt được, đó là quả vị giác ngộ, mà tiếng Ấn Độ gọi là quả bồ đề. Thì chúng ta kỷ niệm cái sự giác ngộ đó, chúng ta cũng gọi cây này là cây bồ đề. Chứ thiệt sự nó không phải là cây bồ đề gì hết. Phải không? Bây giờ nếu mà ngày xưa mà Đức Thế Tôn ngồi dưới cây sầu riêng, thì bây giờ cây sầu riêng nó được tên là cây bồ đề. Cho nên cái cây đó nó may mắn. Tại vì nó to nhất trong cái thời gian mà Đức Thế Tôn vào trong rừng, thì cây đó rất là to và có khả năng che mưa che nắng. Và Đức Phật đã chọn cây đó để ngồi thiền. Và khi Ngài thành đạo thì cây đó được kỷ niệm nơi Đức Thế Tôn thành đạo và đặt cho nó là cái tên là cây bồ đề. À, cho chúng ta kỷ niệm, thương quý cây đó thì có một kỷ niệm như vậy. Thì bồ đề là giác. Mà nếu chúng ta tu mà chúng ta không có giác, giác cái gì? Giác cái thân này mặc dù nó là huyễn, đúng không? Mình biết nó là huyễn, biết rõ chứ, nhưng mà không vì huyễn mà chúng ta bấm nó. Giống như nhiều khi mình có con rồi đó, biết cái con nó hư chứ, nhưng mà không lẽ đứa làm hư mình dục hết sao? Phải không? À, không lẽ đứa làm hư mình bỏ hết sao? Có đúng không? Vì vậy cho nên nhiều khi cái đứa con nào hư mình phải thương nó nhiều nữa. Tại sao vậy? Tại vì nó là cái đứa cần phải được chăm sóc. Nó là cái đứa cần mình phải chăm sóc bằng vật chất rồi chăm sóc bằng cái tâm linh. Nhiều khi lễ Phật cứ quên mình đi, phải không? Phật phù hộ cho con của con. Nhiều khi niệm Phật là hồi hướng con mình trước nhất. Tại vì sao? Vì mình biết nó là cái đứa cần được chăm sóc. Cũng như vậy, cái chúng ta tu thân thì chúng ta biết rằng cái thân của chúng ta nó là huyễn, nó là vô thường. Nhưng chính nó vô thường, cho nên chúng ta phải mượn nó, nương nó hết lòng để mà chúng ta thành tựu được cái điều chúng ta mong muốn, là đi đến cái chỗ gọi là tâm là đài gương sáng. Chút xíu mình nói chuyện tu tâm, giờ mình nói tu thân trước. Tại là tu thân là mình phải sửa, mà sửa đây có nghĩa là mình đi kiếm mấy cái chỗ sửa mắt sửa mũi rồi nè. Ai muốn thì cũng được, không sao, cái đó tùy. Nhưng mà ở đây á, cái người tu hành tu thân là mình phải chỉnh đốn cái hành vi của mình. Chẳng hạn như hàng ngày mình nói năng chưa có được tế nhị, bây giờ mình tập mình nói năng tế nhị. Mình đi đứng chưa có được khoan thai, mình tập đi đứng cho khoan thai. Cái thân mình hay lất khất thì mình tập để cho nó điềm đạm trở lại. Bởi vì sao? Bởi vì một con người mà người ta kính á, người ta gọi là gì? Quý kỳ hoài, hoài kỳ đức. Người ta sợ mình, sợ ở cái uy nghiêm của mình. Và người ta mến mình mà mến ở chỗ cái đức của mình. Và đạo Phật dùng cái chữ là oai nghi, hay quý vị thường hay nghe là uy nghi. Uy nghi là chuyên tổ nó là sao? Quý kỳ oai, hoài kỳ đức. Quý là sợ, người ta sợ ở cái oai của mình. Cái oai của mình không có nghĩa là mình chống nạnh, thấy không? Không có phải là mình tháo quát, mình chỉ tay năm ngón, mà cái oai nghiêm của mình là cái cách đi đứng, cái cách hành xử của mình hàng ngày làm cho người ta có cái sợ. Sợ mà thương, chứ không phải sợ mà ghét. Hai cái đó nó khác rồi nha. Mình làm boss, thấy không? Mình làm manager, mình làm mà supervisor trong một cái hãng, mình phải làm sao mà người ta sợ mà người ta thương. Còn người ta sợ mà người ta ghét á thì nguy hiểm. Cho nên cái uy nghi của mình đó là mình tu thân. Còn cái đức của mình là gì? Là do cái hàng ngày mình sống, cái cách mình tiếp xử với người ta, mình suy nghĩ như thế nào,
đó là cái đức của mình, cho người ta gọi là hoài kỳ đức. Hoài là thương, là nhớ, là nghĩ tới. Quý kỳ oai, hoài kỳ đức, đó là oai nghi. Mà người nào mà có được như vậy, ngay người đó đã có cái sự tu thân và tu tâm rồi. Tại vì cái tâm mình có tu, cho nên người ta mới cảm mến mình. Quý vị nhìn, khi có người mình đến, mình ngồi, mình cảm thấy an lạc, mình nói chuyện một hai câu mình muốn nói nữa. Còn có nhiều người mình nói chuyện một hai câu cái mình bắt gây. Một ví dụ khác, ví dụ vậy. Không phải là người ta dở đâu, nhưng mà tại vì ở trong đó, trong con người đó chưa có lưu xuất được. Có sẵn hết nhưng mà chưa có phát huy, chưa có biết chăm sóc, cho nên cái cây đó không có mọc tốt tươi, phải không? Cho nên mỗi ngày á, mình tưới cây, nó có cái bài kệ tưới cây, phải không? Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật cho tôi. Ở trong người mình có đất không? Có, tôi gửi tôi cho đất, phải không? Đất gửi đất cho tôi. Rồi giờ tôi làm gì? Tôi gửi tôi cho Phật. Mình giao mình cho Phật. Nhưng mà Phật gửi Phật cho tôi. Trong người mình mà có Phật rồi thì sao? Đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh của mình, nó cũng có cái Phật chất. Phật chất là chất Phật, chất liệu của Phật. Còn Phật là gì? Phật là giác. Thì cho nên đó, nghe thì rất đơn giản, phải không? Và hành thì không phải là giản đơn giản. Cho nên nội cái chuyện tu thân thôi là mình thấy nó cả vấn đề rồi, phải không? Tu thân thôi là đã khó rồi. Cho nên á, mình á, chưa thấm được. Vì cái tâm của mình á, dễ nhiễm lắm. Bây giờ mình bảo mình á, mà ngồi nghe một cái câu kinh rồi ráng học thuộc lòng, mình cũng trần ai khoai củ lắm. Nhưng mà biểu mình mà nghe câu chuyện gì mà nó thuộc thị phi thế sự, câu hát nào nghe là mình sao? Nhớ liền. Hồi nhỏ đó quý vị biết không? Thường thường ở trong chùa là mấy chú tiểu có cái bổn phận là đi cúng súc sanh. Tức là mỗi bữa cơm, quý thầy cúng cơm rồi thì quý chú cầm cái chén nước ra góc cửa đứng để cúng cho chim đại bàng. Thì cúng chim đại bàng, cái bài kệ là đại bàng kim xí điểu, khoán giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mạng. Nghĩa là đại bàng chim cánh vàng, chúng quỷ thần rừng núi, mẹ con quỷ la sát, cam lồ đều nó đủ. Thì có quả chế lại đây, đại bàng chim xe xẻ, cho ăn no rồi đẻ, ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té. Công chú của ta là án cục đế có ha, có bà sữa là án cục tác có ha. Mà vậy đó nghe, mà nói với mấy ông tiểu mà với mình á, 2 phút sau là phụ hết luôn. Mà đi lên cúng mà mới mà bưng lên đại bàng chim cái là nhớ định nói chim xa xẻ thì nó dễ dễ lắm, phải không? Con nít ở đây nè, nó ở nhà với mình nè, nó ở nhà với mình, nó nói tiếng Việt rất giỏi. Nhưng mà một khi mà nó bắt đầu nó lớn một chút á, mà mình gửi nó vô baby sit á, nhất là đi nghe, là đi về là bắt đầu nó nói tiếng Anh không. Có phải vậy không? Cho nên mình thấy á, cái tâm con người mình á, nó dễ nhiễm lắm. Mà nhất là cái gì mà nó làm sao nó không có được lành mạnh là nhiễm dễ lắm. Nhiễm rất là dễ. Đó, mình cũng đi chùa cũng tụng kinh vậy. Nhưng mà kinh á, mà khi mình tụng á, thì nó ai tụng trước thì con đi theo. Tức là con là luôn luôn hát bè thôi, chứ không bao giờ con hát chính được hết, phải không? Và những cái thứ khác thì mình làm được. Cho nên nội cái chuyện á, vì cái tâm mình dễ nhiễm, vậy cho nên mình phải mượn cái thân, phải không? Mượn cái thân để mỗi ngày mình trao sữa. Tại vì thân tâm là một. Khi mà cái tâm mà nó bệnh hoạn á, nó yếu, nó buồn rầu, thì tự nhiên cái thân nó làm sao? Nhìn nó cũng xác xơ theo. Tiếng Việt Nam hay nói đó, tâm sầu bạch phát, cái lòng mà nó ngầu rỉ rồi, tóc nó mau bạc. Tâm sầu bạch phát. Con người còn nói rõ ràng hơn là tâm sầu bạch sát. Bạch sát là sao? Cái người, cái diện mạo của mình thấy nó trắng dơ, trắng nhất là gì? Nó tái, ăn không được, ngủ không được. Cách đây mấy hôm thì có một Phật tử lên gặp Pháp Hòa thì mới nói là bây giờ con ngầu quá, em của con nó không có nghe lời ba mẹ. Và ba của con thương nó vô cùng, mà hễ mà ổng nhắc nhở nó cái gì là nó chửi, mà nó chửi nặng lắm.
mà nó muốn chửi lúc nào nó chửi, nó về nhà nó muốn chửi lúc nào nó chửi, mà khổ nổi cái đứa mà thương mà không lo cho ổng á, nói là ổng sực phải không, mà cái đứa mà không nghe lời ổng lại thương, mà bây giờ ổng không vô nhất hễ mỗi lần bây giờ nó đi nó qua nhà mà hễ bước vô nhà lại chửi ổng, cái thì ổng mới ăn không được ngủ không được, bây giờ thân thể yếu mòn đó, đó là tâm sầu bạch sát đó, phải không? Rồi có nhiều khi mình suy nghĩ nhiều, tâm sầu bạch phát, phải không? Còn nếu mình hiểu được rằng á, con cái dù nam hay nữ nó đều là sao, đạo cũ của mình hết á, phải không? Nhi nữ thời túc trái, nhi là con trai, nữ là gái, nhi nữ thời túc trái đó là đạo cũ. Con đứa nó tới nó đòi mình, cái đó gọi là gì? Khảo trái. Cái đứa mà nó tới nó trả cho mình là hoàn trái, hữu trái phương lai. Không có cái chuyện nợ này á, nó có tới đâu, phải không? Cho nên câu tôi nói sao? Nhi nữ thời túc trái là nội cũ gì? Khảo trái, hoàng trái, hữu trái phương lai. Còn trai, con gái đều là nội cũ. Đứa nào tới mà mình nói đâu nó nghe đó, đó là sao? Nó tới nó trả mình. Còn đứa nào mà tới mình ò, mình lâu lâu mình móc tiền già đó, mình lòi ra cho nó, phải không? Nó cổn rồi nó đi xong nó hết về, cái bắt đầu nó lục. Nó lụt cái mà hỏi mình kiếm gì vậy, nó hỏi còn không, nó tao còn nhiêu đây nè. Đó là gì? Đó là gì? Hoàng trái. Nó tới nó khảo trái mình, phải không? Không có giữa hai cái trường hợp túc, nghĩa là không có cái nợ thì bây giờ tới, phải không? Còn vợ chồng là thiện duyên, là ác duyên, nhưng mà vô duyên thì bất hợp. Không có hai cái duyên đó, không có tới đâu. Một là thiện, hai là ác, phải không? Phu thê là thiện duyên, ác duyên, vô duyên, bất hợp. Giữa hai cái duyên dù là lành hay là xấu, không đủ duyên thì không gặp. Từ ngày hôm nay mình gặp mặt ở đây á, là đủ duyên. Nhưng mà duyên gì? Duyên lành, thiện duyên. Đó. Còn nếu mà gặp nhau mà còn gặp nữa thì là còn duyên nữa. Đó. Đây là gieo duyên, lần đầu tiên gặp nhau là gieo duyên. Đó, rồi chụp hình với nhau lại kết duyên. Gặp nhau là kết duyên. Còn bằng tay mà có đi được không là tùy duyên. Tại vì cuộc sống là nó vô thường, không? Nhưng mà đừng nói là thầy với tôi gặp nhau là túc trái nha quý vị. Mình là thiện duyên, phải không? Cho nên á, mình tu, bây giờ trở lại cái câu mình nó tu thân á, là mình phải biết sửa thân mình. Mình ăn chay phải không? Đừng có quan niệm ăn chay là phải khổ hạnh. Mình ăn chay cũng là một bữa ăn thôi, nhưng mà mình biết tìm cái món ăn lành mạnh, không có sát hại sinh vật, vậy thôi. Chứ không ai biểu mình ăn chay là ăn tươi ăn chao, còn à thấy ai mà ăn tàu hũ ăn bảy kia mấy người đó tu mà không được. Tu mà còn sang trọng xa hoa không được. Mình nói vậy rồi ví dụ như vợ ốm nhau ốm nhắc cái kêu ăn chay đó thôi, ăn chay kiểu ăn tủ dám thôi, phải không? Tại nên con người mình nó đủ kiểu để nói đó, đó. Ai mà khỏe khoắn quá đấy không ăn cái gì mà không bọc dữ. Còn nếu mà ốm quá đó thôi tu kiểu này, rồi nhiều khi con cái mình thôi ăn mình nó là thấy ông thầy đó xanh giờ xanh nhắc ăn gì. Cho nên á, mình tu thân á có nghĩa là mình biết nuôi dưỡng cái thân mình bằng những món ăn lành mạnh. Giống như Pháp Hòa nói thưa với quý vị á, các chú tiểu mà Pháp Hòa chăm sóc như này, ngày xưa ở Việt Nam mình á, nghèo khổ cũng có ăn, thì mới ăn là bắp chuối, ăn những cái món ăn mà gọi là chỉ ở vườn quê mình có cái gì thì mình ăn cái đấy. Còn ở cái xứ này nó đầy đủ những các món ăn thì mắc cái chi mình không cho ăn. Mà nhiều khi Pháp Hòa thấy á, các chú là chịu khó ăn chay, với cái tuổi mà 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi mà vô chùa mà ăn chay thì là mình đã quý rồi. Cho nên nhiều khi á, ăn bánh mì hoài có bà sợ ngán. Lâu lâu có bà chạy vô trong xếp quê chị Mỹ á, có bà mua cái bánh mì mà nó có cheese á, đó, mới đem theo. Đó là cái lâu lâu có bà đổi kiểu, có bà mua cái thịt siêu mình xào nhân cho ngon, rồi cái mình cuốn với rau với cheese rồi trong các chú ăn. Và lâu lâu có bà nhờ quý sư cô làm bánh bao, nhưng mà mình thay đổi cho các chú ăn mà không có bị ngán. Mà khi mà không ngán rồi á, ra đường khó ai dụ được á.
Còn nếu mà ăn chay mà cứ tối ngày cứ bắt ăn rau tàu hũ hoài, bạn bè nó ăn mấy món khác nó nói hình như món này chùa mình không có à, là dễ bị dụ lắm à. Thành thử thôi mình khôn mình dụ trước đi à, cho nên mình á, cho nên các chú bên chùa vậy đi học á, là có quà cho ăn đổi món để mà đừng có bị ngán, rồi snack, rồi nước ngọt, rồi lâu lâu có bỏ nơi đi xào về cho ăn. Không phải là mình gọi là mình làm hư, nhưng mà cái đó là mình chăm sóc. Mình chăm sóc mà các chú mà khỏe mạnh, các chú tu đến nơi đến chốn thì cũng là chăm sóc mình chứ gì. Tại vì mai mốt có bà già rồi thì mấy chú là người tiếp nối, cho nên mình nuôi chú cũng chính là mình nuôi mình. Mình nuôi người kia tức là mình nuôi Phật Pháp. Mà nuôi Phật Pháp nuôi bằng nhiều cách. Nuôi không phải chỉ bằng tâm linh không, phải không? Mà nuôi luôn cả cái thân. Bởi vì khi cái thân khỏe mạnh thì mới có thể yên chí mà tu. Cho nên ngày xưa Đức Phật tu khổ hạnh xỉu được một cô chứng nữ tên là Tu Già Đề đến dâng một bát sữa. Ngày uống rồi ngày tỉnh và ngày hiểu được cái đạo lý là phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Còn nếu mà mình không có khỏe thì làm sao mình tu được. Cho nên không được khinh suất đối với bản thân mà phải chăm sóc. Và Pháp Hòa xin nhắc lại, chăm sóc đây không có nghĩa là mình quá sức là bồi bổ, phải không? Mà mình biết tùy gọi là sao, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Đó là cái sự trung đạo của đạo Phật. Và mà ngài Thần Tú đã hướng dẫn cho chúng ta bằng một cái câu là thân là cây bồ đề. Vậy quý vị hiểu tu thân này ha, mình phải chăm sóc cái thân, phải nuôi dưỡng cái thân mình. Rồi bây giờ câu thứ hai nè, tâm là đài gương sáng. Cái tâm mình á là luôn luôn nó trong sáng. Nhưng mà bởi vì tại sao chúng ta không thấy được, là vì chúng ta để cho những cái lớp bụi dày của phiền não nó phủ lấp lên. Cho nên mỗi năm mà chúng ta làm lễ Phật đản, mà chúng ta làm cái lễ tấm Phật đó. Tấm Phật không có nghĩa là đợi năm rồi Phật ngồi trên bàn bụi đầy vậy đó rồi đem xuống tấm, không phải vậy. Đó là một biểu pháp. Tấm Phật là một biểu pháp. Nước là tượng trưng cho gì? Nước là tượng trưng cho giáo pháp của Phật. Còn hương hoa là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Còn tượng Phật là tượng trưng cho tâm của mình. Một khi tâm mình gột rửa sạch rồi thì tự nhiên vị trí sát xuất nó hiện lên giống như Đức Phật hiện ở trong thân của mình. Cho cái bài kệ về tấm Phật ấy, là hôm nay được tấm cho Như Lai trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm được thấy trần gian hiện pháp thân. Trần gian là tượng trưng cho những cái phiền lụy, mà ngay trong phiền lụy chúng ta hiển hiện được cái sự bình an của mình. Và cái tâm của mình á, nó rất là thiên biến vạn hóa. Và chúng ta nếu mà không có để ý, không có hết lòng thì chúng ta cũng khó mà biết tâm nào là tâm trơn, tâm nào là tâm chánh và tâm nào là tâm tà. Và đa số mình cứ nói mình tu tâm. Thí dụ như biểu thôi giờ lớn tuổi rồi bắt đầu đi chùa ăn chay niệm Phật đi, thì mình nói là sao? Tôi không có theo đạo nào hết, tôi tu tâm. Hỏi tu tâm là tu sao? Ăn hiền ở lành được rồi. Ăn hiền ở lành đâu phải tu tâm. Đó, mà nếu mà có tu tâm thì nữa, nó chỉ là một cái góc độ rất nhỏ, chưa đủ để mà sao, để mà tẩy cái tâm. Thí dụ bây giờ mình nói vậy nè, bụi dính trên gương, mình lấy miệng mình thổi chắn gọi là sạch, sạch không? Nó có sạch. Mình phải lấy cái tay của mình với một cái miếng vải và chúng ta chùi. Và thậm chí cái nghệ thuật người ta chùi kiến là nếu mà mình muốn chùi kiến cho nó sạch mà không bị những cái lông, không phải chúng ta xé cái giấy là giấy sạch, mà trong cái những cái cuộn giấy mà nó gọi là hand towel mà mình có thể clean cái kiến nó sạch đâu. Ai muốn chùi kiến cho sạch á là lấy cái chai Windex xịt lên trên kiến rồi lấy giấy báo vò lại chùi kiến, nó sạch hơn là mình lấy một tờ giấy sạch. Tại vì cái giấy báo nó không đổ lông. Còn nếu mà mình lấy cái giấy sạch mà mình chùi á, thì nó sạch, nhưng mà sau đó cái lông của cái tờ giấy đó nó sẽ làm dính trên kiến trở lại. Cho nên mình muốn chùi kiến phải có nghệ thuật,
của chùa Chiên. Có phải không? Mình mà muốn tu tâm á, mình phải có cái nghệ thuật tu tâm. Thầy nói một cách khác là mình phải có phương pháp để tu tâm. Cho nên ai mà nói là tu như mấy anh mấy chị là ăn chay niệm Phật gõ mõ tụng kinh rườm rà, tu tâm thôi. Ý của mình là khiêm nhường, mình nói là tôi không có làm chuyện đó, tôi tu là đơn giản, nhưng mà thật sự cái đó cao lắm. Người nào mà nói vậy là người đó tu cao rồi đó. Nhưng mà mình muốn tu tâm nó không phải dễ như mình nghĩ. Tại vì tâm mình phải biết nó là cái gì mà mình tu. Khi nào là tâm chánh, khi nào là tâm tà. Mà người ta thường nói như thế này: niệm niệm ví như lâm trận địch, tâm tâm thường tợ quá thời kỳ. Mỗi một cái niệm nhớ nghĩ của mình, nhất nhất của mình á, giống như là mình đi vào một cái trận địch, tức là một binh lính đánh giặc vậy đó. Tức là mình phải để ý cái tâm của mình, tại vì nó đang lâm trận. Còn mà cái tâm niệm của mình cũng phải chăm chú nó, tâm tâm thường tợ, mình phải để ý nó hàng giây phút, giống như là đi qua cái cầu khỉ vậy đó. Quý vị nào mà ở dưới quê đi cầu khỉ rồi biết, phải không? Đi rất là cẩn thận, vì cầu khỉ nó chỉ có làm sao? Nó chỉ là một cái ống tre thôi, lại gác ở trên một cái cây chéo như thế này. Mà nếu mà gặp cái cầu nào mà cầu tre đã lắc lẻo rồi mà lại gặp gờn khó đi nữa thì là nguy lắm. À, cho nên muốn tu tâm không phải dễ đâu. Không phải dễ. Cho nên ai mà nói tôi không theo đạo nào hết, tôi chỉ tu tâm, nghĩa là tôi ăn hiền ở lành, không có. Ăn hiền ở lành giống như gương mà đầy bụi mà lấy miệng thổi cái gì đó. Không hết bụi, phải chùi nó. Và mình phải biết nó. Thí dụ như cái bếp mà làm dơ thì không thể nào đem Windex vô mà chùi được. Nó phải là easy off. Phải không? Có phải cái khác. Có đúng không? Cho nên mình phải biết cái tính loại của nó. Nó là loại dầu mỡ thì phải có cái chai trị dầu mỡ. Nó là bụi thì nó phải có cái chai để chùi bụi. Mình tu cũng vậy. Mình muốn chùi cái tâm mình, gọi là ăn hiền ở lành, mà chúng ta quan niệm là tu tâm ấy, thì chúng ta phải biết cái tâm mình nó đang vướng cái gì. Bây giờ phiền não ấy, thì nhiều lắm. Mà Đức Phật liệt ra có mấy thứ như thế này. Thứ nhất là tham. Thứ hai là sân nè. Thứ ba là si nè. Thấy không? Thứ tư là mạng nè. Rồi nghi nè. Thân kiến nè, biên kiến nè, tà kiến nè, giới cấm thủ nè. À, rồi á, thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ, tất cả nó có 10 cái căn bản phiền não. Phải không? Mình gọi là basic afflictions. 10 cái căn bản phiền não. Mà nổi cái tham thôi, nổi cái sân thôi, nổi cái si thôi là mình cũng muốn điên đảo cái đó rồi, phải không? Hồi sáng có một vị Phật tử mới đến nói chuyện với Pháp Hòa, thì vị Phật tử mới nói là mình biết đó là mình tu, nhưng mà giờ con thấy cái sân rất là khó chữa. Mà tình cờ thì có, trước đó thì cũng có một vị đến nói con biết là sân nó xấu lắm, mà cứ mỗi lần mà con sân thì con không kềm chế được. Rồi khi mà con nói xong rồi cái con thấy con xấu hổ, con hối hận. Bây giờ mình có cách nào, Phật dạy có cách nào để mình gọi là trừ sân không? Thấy chưa? Đó, cái tâm mình nó có tham, có sân, có si, có mạng, có nghi, có thân kiến, có biên kiến, có tà kiến. À, rồi có gọi là gì? Chúng ta gọi là có giới cấm thủ rồi đó. Thấy không? Thì mình mới biết á, cái căn bản phiền não đó nó nhiều lắm. Rồi bên cạnh cái căn bản phiền não đó, 10 cái căn bản phiền não đó, nó có những cái phiền não nó phụ thuộc nữa, gọi là những cái phiền não nhỏ nó đi theo. Trong đó có phẫn, hận, tật, kiêu, phú, não, vô tham, tà, vô quý, vân vân. Những cái phụ tùng nó đi theo. Cho nên mình tu tâm á, là mình phải biết. Và Phật dạy mình nè, bây giờ á, mình nói là một bước mà mình bước tới trời á, khó lắm. Hay là nói là bây giờ á, tôi tu á, tôi giờ khỏe lắm, ai chửi tôi cũng bình thường. Được không? Mình nói vậy thôi chứ chưa chắc đâu. Ngày xưa ông Nguyễn Công Trứ, ông nói làm sao quý vị không? Nghe như chọt ruột.
tai làm biết, bụng vẫn vẫn cấm gan, miệng vẫn cười. Cái đó là dẫn công dữ lắm. Không, nhưng mà cái đó không phải là phương pháp của Phật. Nhưng mà nó cũng có cái thiện chí là nghe như chọt ruột, tức là nghe là nóng ruột dữ lắm, nhưng mà giả bộ ngồi như điếc vậy đó. Không, nghe như chọt ruột, tai làm biết, bụng vẫn cấm gan, nhưng mà miệng vẫn cười ráng lắm à. Giống như con mình, nó là mình giận nhưng mà trước mặt khách mình nói con ơi con khỏe không, con đi xuống dưới kia đi lát để cho con ăn, rồi mình cười mà thiệt sự trong này không. Rồi cái bắt đầu mình cúi xuống mình hôn nó một cái rồi lát mình chết cái đầu. Không, thật sự ra nhưng mà cái đó cũng là nó cũng chỉ được một chút xíu là mình cũng ráng lắm đó. Nghe cái người mà gọi là nghe như chọt ruột tay làm điếc cũng phải dễ nghe không, nhưng mà không cần làm đó. Cái mình tu á không có phải là để mà chúng ta hoàn toàn chúng ta không tham, không sân, không si, không mạn. Giảm thôi là đã quý rồi. Mà cái quan trọng là gì biết không? Biết nó đang khởi. Thí dụ bây giờ ngày xưa ha, mình nổi tham. Thật sự ra cái chữ tham ở đây nó rộng lắm, không có nghĩa là mình ăn cắp của người ta mới gọi là tham đâu. Nhưng mà nhiều khi mình không cần, tại vì nó sao mà tham mua đó, tiền của mình mua, nhưng mà bởi vì mình không thắng được cái tham sao rồi mình tham gì nữa biết không? Tham chứa, cái gì cũng muốn chứa hết. Cho nên đó, nhà Việt Nam coi vô coi, từ trên xuống dưới nhiều đồ lắm, không có gì hết, nó toàn hủ tương vô chao không. Chùa của Pháp Hòa đó là không có thiếu cái món gì hết. Nhìn nó tiền lai tưởng lâu là ruột nó đặt, nhưng mà thật sự ở trong đó không có gì hết. Một hủ chao cũng tiếc, một hủ tương cũng tiếc, tại quý bác á kinh tiếc. Mà ở chùa Pháp Hòa có một sư cô năm nay là cũng lớn tuổi rồi, cô sư cô Pháp Tịnh năm nay là 85 tuổi rồi. Mà có những món Pháp Hòa đã đưa nó ra ngoài cửa chùa mấy đợt rồi. Nhưng mà tại vì Pháp Hòa cứ hát cái bài tôi đưa người tôi không đưa sang sông, là có nghĩa là phải đưa nó tận thùng rác luôn. Không, Pháp Hòa cứ đưa ra tới cửa thôi, rồi cổ đi ra cổ thấy cổ rướng nó vô lại. Không, thật sự là ai mà kinh nghiệm nghe muốn đưa cái gì sang sông đưa luôn đi. Đừng có hát cái bài mà đưa người tôi không đưa sang sông. Không, bà xã mình đưa nó vô nhà trở lại. Thì sư cô cứ có những món cũ mà không xài được, Pháp Hòa cứ mang đưa ra, rồi cô cứ tiếp cô đưa vô trở lại. Không, cái tham ở đây không có hẳn là, dĩ nhiên ăn trộm ăn cắp thì nó là quá rồi phải không, nhưng mà có những cái nó tham vi tế mà đôi khi chúng ta chưa biết. Bây giờ nó khởi lên nè, mình phòng hộ nó đi, có cần không? Cần thì mua, không cần thì khỏi mua. Mình tập nó ngại chút để nó đi đến cái chỗ gọi là gì? Bớt cái tham, không mà không dám nói là vô tham. Tại vì mình sống ở trong đời mà nói mà nó là tôi không tham, cái đó nó chưa có thực tế với mình lắm. Phải không? Ai cũng tham hết. Thí dụ hỏi thầy tu, thầy có tham đẹp không? Tham sao không? Phải không? Tóc mà để nó bù xù coi nó xấu phải cạo cho nó đẹp. Mà cạo mà lỡ mà xót mấy thợ không được là phải lấy cạo cho nó sạch. Phải không? À, nhưng mà nó đẹp vậy ta nhìn á, ta thấy thầy thì tu được, mai mốt khuyên người khác tu, tu thầy tôi cũng tu được. Tức là mình có những cái ai cũng tham, nhưng mà đừng có tham gì mà sao gọi là quá đáng. Tham vừa chừng, gọi là cầu vừa đủ xài thôi, phải không? Giờ là chôn vừa đủ xài. Đừng có tham như kiểu mấy anh hỏi bán vải tham kiểu nào đó, để lấy vải để xung quanh rồi trồng với giá cho nó cao lên, nói gì cầu vải lên giá đó. Còn mình là cầu vừa đủ xài. Thì ở đây á, khi mà thường á, người nào mà hay bị cái tham á, thì Phật dạy mình á, phải tu bố thí, tập bố thí, cho ít cho nhiều gì cũng được bố thí. Thì khi mình có cho ra thì cái tâm mình bắt đầu nó rộng mở, phải không? Mà mình thấy được. Và người nào mà nhiều khi cái người nào mà tham á, coi những cái hình ảnh nghèo khổ nó cũng hay lắm, để cho mình bớt đi. Mà mình biết làm sao khởi cái tâm từ bi chia sẻ với người khác, là tham nè,
Còn cái sân á, nó có nhiều cái cách sân. Sân á, gọi là gì, là nóng. Mà cái người nóng á, người ta hay ví dụ như là lửa mà lửa bực á, lửa mà nó cháy rất là mạnh, nhưng mà sau đó rồi sao, nó nguội liền. Cái đó gọi là sân. Còn cái người á, mà giận á, thì sao? Nó như lửa mà nó cháy tới. Sân thì nổi nóng, mà giận á, là nó phừng phừng. Nó phừng phừng rồi cháy, nó lan ra, cái đó gọi là giận. Không? Rồi còn cái gọi là hờn á, như là lửa gì? Hờn như lửa than, tại vì hờn á, nó thường thì nó ngấm. Nó ít có làm sao? Bộc lộ, cái đó gọi là hờn. Mà tiếng Việt mình kêu là hờn mát. Ví dụ như tại sao mà trong bữa ăn ai cũng mời hết trơn, cái miss mình quên mình đi, cái bắt đầu buồn rồi đó, nghe hờn rồi đó, cái lát nữa cái mời mình ta nhớ chừng, cái ta mời thôi tôi no rồi. Cái giọng đó là giọng hờn chứ gì nữa đó, mà chữ thôi của mình nó còn hất một chút nữa. Mình phải diễn đạt cái hờn nữa chứ. Cái đó là lửa than, nó không có phải cháy như lửa củi, mà nó không phải cháy như lửa nương. Thấy không? Còn cái người mà giận đùng đùng đến sống mà tươi rồi, thấy không? Lửa rơm, lửa củi. Còn cái người hờn là lửa than. Thấy không? Còn cái người buồn ấy là lửa gì biết không? Lửa cho, ngắm nó dưới. Thấy không? Cho nên có nhiều khi ấy, hôm nay trời nhẹ lên cao, không, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Là tại vì một loại lửa nó cũng là một, tại vì từ những cái hờn mát, nhưng mà tại vì mình nó chưa có đến độ mình bực giận, nhiều khi mình suy nghĩ mình không biết mình có nên buồn không. Không buồn á thì mình lỗ lạ. Không, tại vì sao? Tại vì người đó nói thương mình mà sao người đó không có biểu lộ với mình, thì đôi khi mình cũng buồn. Cho nên nè, sân nè, hận nè, rồi buồn rồi đó, đó là đều là một loại phiền não hết. Mà cái là khi mà mình có những cái đó trong tâm á, thì cái tâm mình nó làm sao? Nó khổ lắm. Người nào mà hay nóng giận á, cái kiểu mà bọc lửa á, cũng khổ lắm. Là tại vì giận xong rồi, khi mà lửa mà nó rụi xuống rồi thì mình hối hận. Mình tại sao mình nói ra những cái lời nói như vậy? Cho nên nó muốn trừ đi những cái tâm sân hận á, thì Phật dạy mình sao? Thường xuyên mình phải quán từ bi. Phải quán từ bi là một. Cái thứ hai nữa đó, là mình phải niệm vô thường. Niệm vô thường là phải nhớ nghĩ cái vấn đề là sống nay chết mai. Mình chửi cái người đó, rủi một chút xíu là cái người đó, họ xin lỗi, họ trúng gió, họ bị stroke, họ mất, mình hối hận vô cùng. Tức là mình thường xuyên mình quán cái sự ra đi giữa mình và người đó. Để làm gì? Để cho cái cơn giận của mình nó bớt xuống. Thật ra đó, một trong những cách nữa là mình phải bớt tiếp xúc với những cái nơi mà nó thường hay làm cho mình nóng giận. Thí dụ như trong đời sống hàng ngày mình hay gần gũi với nhau, mà mình nói hồi đó là bắt đầu có chuyện, thì trong khi mà xảy ra chuyện mình đừng ở đó, tại vì trong lúc đó là cái không khí giận đó, nó đang bao phủ rồi. Mình làm ơn mình đi ra ngoài sân, đi bộ tiếp xúc với trời trong mây nắng gì đó, để cho cái cơn giận của mình bắt đầu nó lắng xuống. Nó lắng xuống, và khi lắng á, chúng ta mới có thể nói, trong tâm mình mới lưu xuất được những cái lời nói tế nhị thôi. Có một cái bà mẹ rủa một đứa con: tao mong mày đi ra đường, xe nhà binh nó cán mày chết cho rồi. Thì đứa con đó, nó xây qua nó nói: mẹ, nếu thiệt sự một lát con ra đường, con bị đụng xe, con chết, thì mẹ có vui là mẹ tội nguyện được câu nói của mẹ không? Nó nói một câu nói như vậy. Thì quý vị, câu nói nó như một tiếng chuông. Tại vì có nhiều khi mình nói xong rồi, mà nếu thật sự đứa con nó đúng như cái điều mình nói đó, mình có vui được không? Thì lúc đó mình sẽ ôm hận cả đời. Là bởi vì sao? Vì cái câu nói của mình, phải không? Mình nói một cái bằng cái tâm sân hận. Cho nên đó, thật sự mà nói, có nhiều khi mình giận dữ lắm là bởi vì nó là con mình, nó là cháu mình, hay thậm chí nó đệ tử mình, nó hàng em út của mình, mà nó nói những cái lời nói không có được tế nhị. Mà mình người lớn là mình có thể suy nghĩ ra những câu nói nặng hơn nữa, nhưng mình nói xong rồi thì mình sẽ cảm thấy sao mình dở quá, mình thua nó, mình lớn hơn nó mà mình lại nói những cái lời nói như vậy.
mà trong cái đó mình cứ dạy nó, mình cứ khuyên nó là không được sân dày, không được nói kia, mà chính bản thân mình đôi khi làm không được. Cho nên á, mình thường hay nói á, đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy mình ăn hiền ở lành. Có những cái đạo đâu có dạy mình ăn hiền ở lành đâu. Tại vì sao? Chỉ những con đường đó, đạo là gì? Đạo là con đường. Mà nếu chúng ta lạc đường thì chúng ta mê lỗi, không có biết mới ra. Rồi chúng ta phải trở về với cái nguyên vị, hay là chúng ta đóng nghiệp nó. Cho nên khi mà chúng ta bị một cái buồn rầu đau khổ trong cuộc đời mà chúng ta không biết, chúng ta uống rượu, chúng ta hút thuốc, chúng ta làm những cái điều mà có hại đến thân thể mình, hại đến tâm hồn mình, thì cái đó là không có đúng. Thì con đường đó là con đường sai, con đường đó là con đường đen tối. Mình đã từ trong tối rồi, lại đi sao? Đi vào trong tối nữa. Quý vị có nhớ 4.000 người mà Đức Phật dạy đó, có những người từ tối đi vào tối, có những người từ tối đi ra sáng, có những người từ sáng lại đi vào tối, và có những người từ sáng đi ra sáng. Đó là 4.000 người Phật dạy. Thì chúng ta là những người tu. Chúng ta thường hay nói đạo Phật dạy tu tâm. Đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì tâm là gốc, tâm là nguồn cội. Mà nếu chúng ta không biết tâm của mình nó đang hiện khởi cái gì thì làm sao chúng ta tu? Bởi vì tu là sửa, tu là chỉnh đốn, tu là làm tốt đó. Mà chúng ta miệng mình cứ nói mình tu tâm mà mình không biết cái tâm mình đó làm sao tu. Ai đụng thì mình vẫn cứ sân si mạn nghi như thường. Thí dụ như mình gặp cái người kia đi chùa, mình nói tu nghi quá, không biết có tu thiệt không, tôi thà không tu theo mấy người đó, tôi ăn hiền ở lành, tôi tu tâm. Tu tâm mà còn để mở cái câu nói là tu nghi cái người đó không biết có tu thiệt không. Mà nghi là một trong những thứ phiền não làm nhiễm tâm. Giống như là cô thiếu phụ ở làng Nam Xương, khi chồng đi vắng, đi chinh chiến, ở nhà cô có mang mà cô không nói, tại vì sợ chồng mình phải bận lòng, cho nên im lặng ở nhà xăm con. Và thương chồng quá, mỗi tối cô ngồi bay đồ thì cái bóng của cô hiện ở trên vách, thì cô đứng cô ngồi cô nói chuyện, cô tưởng như là bóng của mình như là người chồng. Sao anh đi lâu quá chưa về, anh có biết là em nhớ anh lắm không, vân vân. Thì đứa con nó chạy ra thì cô chỉ, con ơi ba con kìa. Thì khi ông cha về thì ông cha nói con lợi ba ôm cái rồi. Nó nói không, ông không phải là cha tôi tối mới về. Ông nghe như vậy em nói rồi, điều này là nguy hiểm. Thì từ đó ông xây dựng một cái địa ngục ở trong gia đình. Ông ngăn cách, ông không nói chuyện với vợ. Ông làm một cái địa ngục hàng băng, là ông không nói chuyện, ông làm mặt lạnh với vợ. Mà vợ thì nghiệm mình đâu có làm gì lỗi với chồng. Cho nên cái tự ái, phải không? Cái mạng á, cái phiền não của cái mạng, ông kia thì phiền não của nghi. Rồi ông kia phải bị cái phiền não của mạng nữa là gì sao? Có lỗi mà không biết nhận lỗi, có lỗi mà không chịu xin lỗi. Tôi mắc gì tôi phải nói chuyện với cái người như vậy trước. Thì cuối cùng người vợ chịu hết nổi rồi, nhảy xuống sông tự vẫn. Đó là cái câu chuyện của cô thiếu phụ Nam Xương. Và sau này có một vị vua của người Việt Nam, vua Việt Nam đi ngang, ở nước Việt Nam mình đi ngang, thấy cái miễu thờ cô và ông đã đề ra một bài thơ: nghi ngút đầu gần tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng trương, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy đến này. Chứng quả có hai vần nhật nguyệt, giải oan chi mượn đến đàn tràng, qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng trương khá phụ phàng. Khi mà chôn vợ rồi, ban đêm ông ngồi ôm con thì bóng con dội lên, ông chỉ lên đó, ông ơi ba tôi hiện rồi, ba tôi về rồi. Lúc đó mới vỡ lẽ ra là vợ mình đã ví mình như hình với bóng. Nhưng mà sao, ăn năn thì sự đã rồi, minh minh biển khổ luân hồi cực thân. Thành nữ ra đó, có những ở trong cuộc đời của mình nó có nhiều cái mình do cái sân, cái giận, cái phiền não của mình. Rồi bên cạnh đó những cái phụ tùng nó đi theo. Phụ tùng là sao? Mình đang giận mà có người tới chăm dầu. Mình đang giận mà có người tới nói, nó làm cho cái giận nó tăng lên. Cái đó mà gọi là gì biết không? Cái đó là trong cơn giận nó được cái thuận duyên, thuận duyên cho cái mình, cái giận của mình nó đi lên. Nhưng mà thuận duyên đó nó cũng là nghịch duyên để làm cho cái đường tu mình nó đi xuống.
Cho nên nhiều lúc đó, người làm bạn giận của mình tới mình nói những câu nghịch lại với cái giận đó, nhìn như là nghịch nhiên. Tại vì ta đang giận mà không nói thuận cho cái giận, nhưng mà nó là thuận nhiên, tại vì người đó đang vuốt cái cơn giận của mình. Trong tâm của chúng ta như mảnh đất, chúng ta thường gọi là tâm địa, đúng không? Tâm địa, tâm của chúng ta như mảnh đất. Mà mảnh đất thì nó có đủ những hạt giống trong đó hết. Tốt xấu nó có đủ, giận hờn nghi kỵ nó có đủ. Và hàng ngày cho chúng ta tiếp xúc, chúng ta tưới nó, ăn thua chúng ta tưới. Cho nên người tu là phải sáng suốt, biết cái nào nên tưới, cái nào không nên tưới. Con của mình nó có những cái xấu, mình có tưới nó hoài, mình cứ tưới nó vậy, nhìn cái mặt này là thấy ngu, mình làm ăn được gì. Tức là mình tưới cho nó những cái hạt giống gọi là sao, tiêu cực, thì càng ngày trong người nó càng tiêu cực hơn. Và nó sống, nó đứt, nó bây giờ nó không cần gì nữa hết. Tại vì cha mẹ không còn tin nó nữa, thì sống nó bây giờ là ăn chơi, nó làm bậy, thì nó nghĩ rằng ba mẹ nó cũng xác nhận một điều là nó không làm nên trò trống gì hết, nó không làm nên tích sự gì hết. Thì tại sao nó phải làm như vậy? Cho nên mình biết trong tâm đứa con mình những hạt giống tiêu cực nó đang có, thì mình phải tưới nó trở lại, mình phải tưới cái hạt giống tích cực ở trong nó. Con có khả năng làm như vậy. Quý vị biết đó, ngày xưa khi mà Pháp Hòa đi vô chùa tu đó, là Pháp Hòa 14 tuổi, 15 tuổi. Thì sư phụ là có một mình, hai thầy trò. Cho nên đa phần những cái công việc gì mà nếu sư phụ đi vắng là sư phụ đều giao cho mình. Tức là sư phụ đang tưới cái hạt giống tốt ở trong mình, tức là cho mình lên ở cái vị trí đó, phải làm việc đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tụng kinh đáng, khoái đi tụng cái đánh ma đó. Cho nên là hành nghề từ nhỏ là nghe mà ở đâu mà có người bắt mà người ta mời mình tới tụng kinh á, là xa cỡ nào cũng đi hết. Mà lúc đó mới có 7 tuổi thôi mà giỏi lắm, biết làm chủ lễ. Cho nên những người mà đi vô lễ có nhiều vị lớn hơn mình á, nhưng mà không biết làm chủ lễ là cứ đẩy mình lên. Mà hồi nhỏ là mình khoái sâu ốp lắm. Trời ơi, 7 tuổi thôi mà mình có được cho là vinh ngang đứng ở giữa cái bàn phần của mình, cất giọng cho người khác tụng theo còn gì bằng. Cho nên là mình cứ đứng là cái giọng của mình sẵn sàng lên tụng kinh. Và người nào á mà tụng kinh sau 3 ngày mà tụng là thường thường cầu an và cầu 3 ngày. Ở truyền thống, ví dụ như mình là ai mà mời tới nhà tụng kinh cầu an cho người ta là thường thường tới tụng 3 đêm. Tụng xong rồi á, mình còn volunteer mình tụng tiếp nữa chứ. Mình nói bây giờ đó, tụng xong rồi đoàn không có tới tụng nữa, để con ở gần nhà mỗi ngày con tới con tụng nhé. Thì cái đó là mình đang, tức là người, những người lớn đó, thời đó đã gieo cho mình cái hạt giống, luôn luôn support cho mình, tức là làm cho mình có cái hăng say. Và quý vị biết đó là trong đoàn tụng kinh đó là chia phiên với nhau, mỗi người giữ một cái túi túi đồ nghề một tuần một lần. Túi đồ nghề là gì biết không? Một bịch áo tràng và trong đó có bộ chung mỏ như mấy quyển kinh, luôn phiên với nhau. Mà tới khi người nào giữ á, mà nếu áo tràng mà bị dơ á thì mình phụ trách mình giặt luôn. Mà Việt Nam thì mau dơ lắm là tại vì nó nóng. Mà đi tụng kinh mà quý vị biết không, mặc một lớp trong rồi còn thêm cái lớp áo ngoài nữa thì thôi, nó nóng mà nó mau dơ lắm. Hồi nhỏ có hoặc có cái áo tràng, mặc thì nó có vừa, chọn vô là cái tay nó tới đây, mà trưng cái áo nó ghê gớm lắm. Giặt mỗi ngày luôn, giặt riết cái áo mỏng dánh nhìn cũng thấy, mà trưng cái áo nó vô cùng. Mà nhờ cái áo đó mà làm nghề được mấy năm, rồi đi tụng kinh cho người ta, rồi người ta thương quá đi, người ta không biết làm sao mà đền đáp cái chú nhỏ này. Hỏi coi con bây giờ con cần cái gì con? Nói giờ con không cần gì hết, bác cho con cái áo tràng. Mà lúc đó cái áo tràng mặc chỉ có một thứ vải thôi, chút xíu mặc có một thứ vải thôi. Thì cái bác đó mới đi mua cho Pháp Hòa một thước vải. Pháp Hòa về và nhờ một cô Phật tử may cho cái áo tràng. Cái áo đó bây giờ Pháp Hòa vẫn còn giữ. Thì cái hạt giống đó nó mới nuôi dưỡng mình tới được bây giờ, phải không? Cho nên bây giờ mà ai có mang cái áo tới đó, thưa thầy, đây là áo cưới trước cổng chùa, thì mình cũng nói không cần, là tại vì tôi đã có cái áo hồi 7 tuổi rồi. Không, cho dù người đó mang cái áo tới trước cửa chùa và tặng cho mình cái áo và nói đây là áo cưới trước cổng chùa, thì không thèm gì, mình đã có cái áo của mình rồi. Khi xưa mình đã huy hoàng được bàn tay chín thầy giao cho mình cái áo. Không, thành thử ra không có cái lý do gì.
Cho nên mình phải nuôi dưỡng. Ở trong con người mình ai cũng có những cái hạt giống tốt hay là xấu. Vì vậy cho nên á, là mình phải biết nuôi dưỡng nó. Mình biết nuôi dưỡng là bằng cách mỗi ngày mình phải tưới tẩm nó. Tưới tẩm bằng cách nào? Niệm Phật, tụng kinh, lại sám hối. Nói chung là mỗi ngày mình phải tiếp xúc với những cái điều thánh thiện. Tại sao vậy? Vì người xưa có dạy mình rồi nè, thấy không? Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sáng mà nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Nghe được chúng tại sao mà cái người sắp chết mà chúng ta tới tụng kinh cho họ? Tại vì họ sắp chết rồi, mình tới mình khai thị, mình cho họ được một câu thánh thiện để họ làm hành trang trên đường đi. Bây giờ mình thật sự là mình cũng chẳng biết mình chết lúc nào, cho nên mình phải tiếp xúc mỗi ngày, mình phải tiếp xúc với những cái giáo pháp, những cái giáo nước mát thanh lương gì vậy. Cho nên mới để tượng Phật cái trong cái thao nước mà tắm. Thao nước là tượng trưng cho giáo pháp. Mỗi ngày mình phải bơi lội trong giáo pháp, hiểu ý không? Vì vậy cho nên đến một lúc nào cái tâm của mình mỗi ngày chúng ta phải chùi nó, chùi một ngày nó không sạch đâu, là bởi vì nó lắm nhiều lớp rồi. Một ngày mình chùi một chút. Cho nên muốn tu tâm không phải là dễ. Đức Phật có nói như thế này. Ngày xưa Đức Phật ví dụ cho một cái người thợ vàng. Ông hỏi rằng này anh thợ vàng, anh đãi vàng ra làm sao? Thì nói là trong vàng nó lẫn cát, con phải bỏ nó vô trong cái rổ, rồi con để dưới nước, con sàng một nước, rồi sàng nhiều nước, sàng đến khi nào mà chất vàng nó thấy, rồi mới bỏ vô trong lò thùng, thùng đến khi nào vàng nó chảy ra, nó trong sáng vân vân. Thì Đức Phật xây qua các thầy tỳ kheo: này các thầy, cái người tu mình cũng giống như là cái người thợ lọc vàng. Vì cái tâm của chúng ta nó cũng nhiễm ô như một miếng vàng đang bị dính tất cả các loại bụi loại cát, và chúng ta cần phải lọc nó. Lọc một nước, lọc hai nước, lọc ba nước, lọc đến khi nào nó trắng đi rồi, thì chúng ta nó sạch bụi đi rồi mới để vô trong lò lửa thùng. Cái tâm của mình đó, mình muốn tu, lửa là gì? Lửa là ở ngay cái này, ngay cái trần cảnh này mà chúng ta tu được á, nó mới luyện mình lên thành một cái khối gì? Thành một khối vàng ròng, phải không? Còn mà tu mà lên non lên núi ở tốt chứ có sao đâu. Nhưng mà không biết tâm mình nó còn sân không, nó còn giận không. Vì vậy cho nên người ta vẽ tượng Phật, ta vẽ Phật ngồi trên hoa sen. Hoa sen mọc ở dưới bùn, mà từ bùn mọc lên mới gọi là hoa sen. Ngay trong bùn mà có hoa sen, ngay trong trần lao phiền nhiễu mà chúng ta có được cái gì? Có được cái an lạc. Hồi nãy bé nó hát đó, chờ bus phải thở và cười, phải không? Lái xe thở và cười, đèn đỏ cũng thở và cười, chứ đèn vàng mà định vượt qua rồi cái đèn đỏ đó, nó chừng mình lại cái dỗ vô cái bàn lái cái bóp, vậy mà được qua cũng được cái là mình sân ngay trong đó rồi, phải không? Thì ngay trong đó là mình không có niết bàn, mình có nát bàn, nát cái bàn lái, phải không? Lái ẩu là nát bàn lái chứ gì nữa, phải không? Thành thử ra đó, có những cái pháp tu rất là đơn giản, nhưng mà những cái pháp đó như là những đải lòng vàng. Hằng ngày chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh để làm gì? Như người thợ đải vàng. Chúng ta có và chúng ta phải làm. Quý vị biết là thiền sư Lợi Tụng một hôm đang ở trong chùa, ngài la lên: có ăn trộm, có ăn trộm. Thì đệ tử ở trong các cái phòng chạy ra: ăn trộm đâu, ăn trộm đâu. Phòng khọt cổ lại một chút, đệ tử nó bắt được rồi, bắt được ngươi rồi. Chú đệ tử nó giả không, con phải ăn trộm. Ông nói nhận đi, chính ngươi, ngươi là ăn trộm, tại sao ngươi không dám nhận? Ý ngài muốn nói cái gì? Ăn trộm ở trên núi thì dễ bắt, ăn trộm trong tâm thì khó bắt. Ăn trộm trong tâm mình là trộm gì? Trộm tham, trộm sân, trộm si, trộm mạng, trộm nghi, trộm tà kiến, thân kiến, kiến thủ, giới pháp khổ vân vân. Đó, ăn trộm trên núi thì dễ bắt là tại vì nó đi sột sạc mình nghe được. Nhưng mà ăn trộm trong tâm á, thì sao? Nó vi tế lắm, nó ngồi như nó tu vậy đó, phải không? Nhưng mà nó đang giận á, nó nói giờ không có khách là mày chết với tao rồi, phải không? Ăn trộm tâm khó bắt. Cho nên ngài mới nói nhận đi, trong ông có cái đó. Tại sao không dám nhận?
Ngày mới đó ông ở trên núi á, 30 năm mà không dám bắt ăn trộm, không có dám nhận ăn trộm là uổng công vào. Ý muốn nói như thế này, Ngài muốn dạy là ông muốn bắt được tên ăn trộm trong ông là ông phải mượn cơm cháo để nuôi thân. Ý ở chỗ Ngài muốn dạy là phải tu thân và tu tập. Mình muốn biết được tâm mình thì chúng ta cũng phải biết nuôi cái thân này. Vì cái thân này mượn nó để mà phát hiện ra cái tâm của mình như thế nào. Thân với tâm là một. Rồi, có một hôm có một người tới hỏi thiền sư Bàn Khuê: thưa thầy, tánh con vốn nóng, xin thầy giúp cho con sửa được cái tánh nóng. Ông thầy nói: đem cái tâm nóng nó ra đây, ta làm cho nó nguội. Chú ngồi rồi nói: dạ thưa thầy, giờ không có. Trả lời: bây giờ không có. Thiền sư nói: rồi, như vậy là ông đổ oan cho cha mẹ. Tại sao ngài nói như vậy? Khi đụng chuyện ông mới nóng, vốn ông đâu có nóng, có phải không? Tánh ông vốn không nóng, nhưng mà tại hàng ngày ông tiếp xúc với những cái chuyện nóng hoài cho nên ông nóng. Nếu mà có thì tại sao tôi kêu đem ra mà ông nói là không có, và nói rằng dạ bây giờ không có nóng? Như vậy là đụng chuyện mới có nóng, đúng không? Thì ngài mới dạy, ngài nói hàng ngày cái nhân duyên mà mình nóng là bởi vì mình cứ tiếp xúc hoài với những cái chuyện mà chúng ta cho nó là trái tay gai mắt, rồi chúng ta luyện cái nóng ở trong người. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra đổ, ngài nó đổ oan cho cha mẹ là sao biết không? Cha mẹ sanh ông ra vốn đâu có nóng, nhưng mà ta ông lớn lên rồi đi theo bạn bè, ông tiếp xúc với những hoàn cảnh xung quanh, rồi ông nóng, rồi ông đổ thừa, tánh con vốn nóng, phải không? Nhưng mà nếu vốn nóng là kêu là mẹ bạn ta có. Còn nếu mà trả lời là dạ bây giờ không nóng, như vậy là chừng nào lắm, đúng chỉ mới nóng thôi, có phải không? Cho nên hàng ngày mình tu là như vậy đó. Mình tu là mình phải biết tiếp xúc, biết tìm những cái nơi an lạc cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa phải là cái người đạt đến được cái chỗ tột, cái chỗ rốt ráo. Cho nên mình phải tìm. Nói chuyện tìm ở đây có nghĩa là chúng ta cố gắng mỗi ngày thu xếp phải có một cái giờ giấc, cái thời khóa để chúng ta tiếp xúc với cái điều đó. Chứ còn đi làm thì làm sao tránh. Nhưng mà nhờ là mỗi đêm mình bồi bổ nè, mỗi đêm 15-20 phút nè, đó, vô trong kia là đi vô hạn ví như lâm trận địch, phải không? Tâm tâm thường tợ quá kiều thời, giữ tâm như qua cầu. Còn về nhà là gì biết không? Sửa cầu. Còn đi vô trong kia là như đi qua cầu. Cho nên mình đã mỗi ngày mình tiếp xúc với thời kinh là tốt lắm. Mình niệm Phật hay là mình lại Phật, mình tiếp xúc với những cái điều thánh, nghe giáo pháp để mở tâm tư. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra từ nay nếu mình nói là mình là người tu tâm thì đó là một cái điều rất là khó. Ai cũng cần tu tâm hết, chứ không phải cái người kia ngõ mỏ tụng kinh không tu tâm đâu. Nhưng mà người ta có phương pháp để tu tâm. Còn mình không làm gì hết mà mình nói tu tâm thì mình vô phương. Đụng chuyện thì mình vẫn sao? Vẫn tháo quát như thường. Mà ai đụng tới mình kêu thôi bớt đi, tôi không có tu hành gì hết á. À, coi quý hiểu ý không? Thành thử ra muốn tất cả chúng ta đều là những người tu tâm hết á, chứ không ai là không tu tâm. Nhưng mà chúng ta tu tâm là chúng ta từng bước như là người là cái gì? Đại vàng ở trong cát. Chúng ta như là những cái người bắt ăn trộm, phải biết ăn trộm nó nằm đâu thì chúng ta bắt. Cho nên mỗi ngày chúng ta thường phải tiếp xúc với những cái đó. Ngày xưa ông Bộ Nguyễn Công Trứ mới nói: hẹn với lợi danh ba chén rượu, vui cùng mấy nước một bầu thơ. Nghe là lợi danh mà có đến với mình phải khoan để cho tôi uống ba chung rượu nữa. Hẹn với lợi danh ba chén rượu, người của mình là gì? Vui cùng mây nước màu thơ. Đó là ngày biết tiếp xúc. Bởi vì biết là cái tâm của mình nó chưa vững à, thì mình phải thường xuyên tiếp xúc với giáo pháp. Cho nên mỗi ngày chúng ta nghe giáo pháp không phải là một cái chuyện không cần.
Nhưng mà chúng ta cũng không cần dồn dập, tại vì nghe cứ hết dĩa này cái dĩa khác mà nghe từ sáng tới chiều hồi nó lùng bùng tới tay lắm, phải không? Nó lùng bùng lắm, cho nên nghe nó cũng biết quân bình, hiểu ý không? Thỉnh thoảng lúc nào nghe pháp, mà thậm chí có những lúc tắt đi không nghe gì hết để chúng ta nghe lại chính mình, để chúng ta nghe lại chính mình nghe cái gì, nghe trong tâm mình nó còn những cái tật xấu không, cái tham, cái sân, cái si không, cái phẫn, cái hận, cái phú, cái não, cái tật, cái kiêu không, mình còn ở đó, tính toán cái nghe mình. Cho nên là mỗi ngày khi cái tâm gì nó khởi mình biết, tu là biết, nó khởi mình biết, và được như vậy thì chúng ta là người biết tu tâm. Quý vị hiểu ý không? Cho nên tu tâm không phải dễ, mà muốn tu tâm là phải có phương pháp. Phương pháp đó là phương pháp như phương pháp đẩy vàng, đẩy những cái vàng ở trong cái thục cho nó, nấu cho nó đến khi nào mà vàng nó chảy ra mà nó thành nguyên cái chất vàng. Người tu tâm cũng vậy. Cho nên người nào mà nói rằng tôi không theo đạo nào, hay là tôi là người tu tâm, và đạo nào cũng tốt, không, có những cái đạo nó dẫn mình tới khổ đau, không, hắc đạo đó, không phải là một chuyện dễ. Cho nên đạo Phật luôn luôn hướng về tu tâm. Ai cũng cần, giống như hôm nay mình ngồi đây, mình chia sẻ Phật pháp với nhau cũng là tu tâm. Về nhà thỉnh chuông, thỉnh mõ lại Phật cũng là tu tâm. Cầm chuỗi niệm Phật là tu tâm, ngồi thiền là tu tâm, đi thiền hành là tu tâm. Bởi vì biết tâm mình nó như thế nào, nó khởi như thế nào, rồi chúng ta dùng phương pháp. Ai mà còn sân nhiều thì phải quán vô thường, phải không? Rồi quán gì? Quán từ bi. Có đôi lúc mình cũng làm lỗi, rồi người ta tha thứ cho mình. Bây giờ mình tha thứ cho người ta cũng chính là mình tha thứ mình. Tại sao vậy? Tại vì khi mà mình giận người đó thì tâm can mình nó làm sao? Nó bồn chồn, nó bực tức, thấy người kia mình cũng bực bội. Một khi mình xả được người đó rồi thì mình tự do, không còn thấy nằm chim bao gặp người đó nữa. Có nhiều khi có nhiều người mình gặp mình cũng đánh, đánh không được ở ngoài tại sợ cảnh sát, đánh trong chim bao. Rồi có nhiều khi đánh trong chim bao á, đánh không trúng cái người trong chim bao mà đánh trúng cái người kế bên. Nguy hiểm. Thì thôi hôm nay á, Pháp Hòa mới xin thưa với đại chúng, tâm của mình như một miếng đất vậy đó, mà chúng ta gọi là tâm địa. Mà trước khi chúng ta muốn cất nhà, chúng ta muốn cất bất cứ cái gì trên mảnh đất đó, chúng ta phải dẹp đi những cái rừng rú hoang vu, đúng không? Những cái rừng rú hoang vu để có thể xây cất được. Ngôi chùa có thể xây được, nhưng mà ngôi chùa ở trong tâm này không phải là dễ xây. Cho nên muốn xây được ngôi chùa ở ngoài, trước hết phải xây cái ngôi chùa ở trong tâm. Trong tâm nó còn nhiều cái mà Phật gọi là hoang vu, rác đến thì phải dẹp cho sạch, cất được cái ngôi chùa trong tâm. Chùa trong tâm mà có được rồi, ai cũng có chùa trong tâm rồi, chúng ta đi tới cái chỗ đồng lòng, phải không? Khi mà đồng lòng rồi đó thì chúng ta sẽ làm nên Phật sự. Vì sao? Vì Phật sự là việc Phật, mà trước khi thành việc Phật phải có tâm Phật. Muốn làm việc Phật mà tâm không có Phật thì sao được? Nó không có match, nó không có đi đôi. Cho nên muốn làm Phật sự thì tâm phải là tâm Phật thì mới làm được Phật sự. Tại vì khi làm được tâm, lấy tâm Phật ra làm Phật sự thì chúng ta sẽ đến được cái chỗ là thành quả Phật, là Phật quả. Mà cái câu mà chúng ta thường nguyện đó, chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Mà xa một chút nữa, tự tánh chúng sanh thể nguyện độ, tự tánh phiền não thể nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thể nguyện học, tự tánh Phật đạo thể nguyện thành. Có nghĩa là ngay ở trong cái này nó có đủ Phật đạo, nó có đủ pháp môn, nó có đủ phiền não, nó có đủ chúng sanh, mà mình độ được những chúng sanh trong này đến cái chỗ vô dư niết bàn thì chúng ta là người tu tâm đó. Cho tu tâm không phải dễ nói, đừng nói mà khi chúng ta chưa biết tâm mình là gì, phải không? Tu tâm là khi chúng ta biết tâm mình, hàng ngày là phải để ý nó dữ lắm. Nó đang tham, nó đang sân, cái gì nó thở là biết, cái gì nó thở là biết. Quý vị biết không, nhiều khi có hoài giận lắm, tại vì mình có đệ tử nhỏ nói hoài không có nghe, thì đôi khi mình cũng giận chứ. Thì trên đường mà đi xuống cầu thang là hòa định, là xuống là quát cho một trận, thì đi xuống được 3 đất 4 đất rồi có hoài kỹ nó thôi.
bây giờ mình mà la lên nữa thì tình thầy trò nó càng ngày nó càng xa cách, thôi mình đi lên đi, để khi nào mình bớt giận rồi mình xuống mình nói. Thì thôi có bà đi vô phòng, đi vô phòng có bà đọc sách, có bà ngồi, có bà niệm Phật, cái bà ngồi thở, ngồi có đầu nó lắng chiều lại đó, mấy chú lên cái khu chiều có bà kêu vô phòng bà nói. Thì lúc đó đó, lúc đó là mấy chú chắp tay với chú nghe, rồi có bà nói con làm vậy là không có đúng. Và tự nhiên sau khi mấy chú đi ra rồi á, Pháp Hòa chính vui mừng với chính mình. Vui mừng với chính mình là sao? Mình đã thắng được cái cơn giận của mình hồi trưa này. Dĩ nhiên có những lúc mình không thắng được nó là gì? Nó over, nó quá sức. Nhưng mà một lần á, sao? Một lần ngã xuống á là một lần kinh nghiệm. Một lần đau thương á, phải không? Là một lần kinh nghiệm. Cho nên là có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui là vậy. Vậy quý vị biết tu tâm rồi chưa? Không, đừng có nói tu tâm mà khi biết chưa biết tâm mình là gì ha. Thì thôi các bà có vài lời chia sẻ với quý vị như vậy, và mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta luôn luôn nhắc nhở với nhau, cùng tinh tấn trên con đường tu. Kính chúc cho đại chúng có một ngày thật là an lạc, ấm áp, tình đạo, tình đạo nghĩa đời. Nam mô A Di Đà Phật. Để cái bài này là quý vị phải thọa theo nó mới hay. Bây giờ có bà hướng dẫn cái câu thọa nha. Hát như thế này: Thế mới thiệt là thương. Dễ lắm, thế mới thiệt là thương, mà hát 3 lần. 2, 3. Thế mới thiệt là thương. Hơi giỡn. Cái bài này nó có cái ý như thế này: sáng hôm qua mình đi ra vườn mình hái cái hoa hoa hồng, vì mình vô ý mình bị cái gai của hoa hồng nó xước mình bị thương. Mình phải biết rằng khi mình hái hoa hồng, hồng là phải có gai, tại mình không cẩn thận cho nên mình bị sướng, bị thương. Bây giờ không lẽ còn chửi qua sao? Phải không? Phải đi vô trong nhà lấy băng keo băng bó lại, bởi vì mình biết rất rõ thân của mình thì mình phải thương, phải không? Và khi người kia làm cho mình đau khổ cũng vậy, mình hiểu được người kia rồi mình thương được người đó, mình hiểu người đó là có cái tâm hay mặc cảm vì có cái hoàn cảnh quá khứ cho nên hay hờn mát thôi, mình cũng không buồn người đó làm gì. Tức là đôi khi mình hiểu được cái hoàn cảnh thì mình đã thương được người đó. Cái ý của bài hát là như vậy. Và khi có bài dứt thì quý vị hòa theo: thế mới thiệt là thương. Vỗ tay đi. Giờ tôi ca không hay mà buồn nghe cũng đỡ. Sáng hôm qua em ra vườn hái một bông thường, em vô ý bị gai thường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Sáng hôm nay em ra vườn ngắm lại cây thường, em than thở với hoa vườn về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương qua vườn phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Hát lần nữa em. Có chuyện giọng đi thi party by night. Sáng hôm qua em ra vườn hái một bông thường, em vô ý bị gai thường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Sáng hôm nay em ra vườn ngắm lại cây hường, em than thở với hoa đường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương qua đường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Hay quá. Khi mà mình muốn cho mình đi vào cái buổi tụng kinh á,
mà nó không có bị buồn ngủ, nó không có bị làm biếng đó, thấy không? Thì thường trong cái bước đi của mình, từ khi mình mặc áo, mình phải khởi cái tâm phấn khởi là mình được cơ hội mình đi tụng kinh, mình tiếp xúc, mình lại Phật rồi vậy đó. Tức là mình đừng có nói trời ơi mỏi quá, mệt quá, tức là mình tưới nó rồi vô cái là cái luộc rồi. À, mình tụng Lăng Nghiêm mà có năm đệ, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ mới có đệ nhị cái mình đi ngủ rồi. Thành nữ ra mình phải tưới. Thường thường Pháp Hòa, mỗi khi mà Pháp Hòa sửa soạn tụng kinh á là mình khởi cái tâm hân hoan là mình được có cơ hội, có thì giờ đi tụng kinh. Cho nên cái việc đầu tiên là đi rửa tay, rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi bắt đầu mình mặc áo rồi vô cho đàng hoàng, rồi mình đi tụng kinh. Và tụng một thời kinh rất là hay và rất là thích thì quý vị cũng tập như vậy. Đó là cái cách Pháp Hòa thường tập, là Pháp Hòa đi rửa tay, rửa mặt để làm con người mình phấn khởi. Và trên mỗi bước đi của mình, thấy không, mình cũng đi thông dong, đi từ tốn, vân vân, thì nó có cái bài hát khuyến khích cho mình để mình đi như vậy. Cái bài hát nó như thế này. Bon chuông bao giờ công phu, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Vào thiền đường lòng nghe ánh hơi, luôn nhất tâm những hơi vào ra. Hơi thở vào lòng nghe ánh hơi, hơi thở ra những thân ngồi yên. Bao phiền giờ đây đã tan, thân và tâm sống trong bình an. Bây giờ quý vị sắp sửa đi ăn cơm phải không? Bài này sửa lại chút. Bon chuông bao giờ ăn cơm, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Vào sắp hàng lòng nghe đói rung, tôi mới luôn một dĩa đầy dung. À, ta trên bước này chúng ta có một dĩa đầy dung. À, bây giờ mời đại chúng chắp tay để chúng ta hồi hướng. Chúng sanh